đập hộp và hướng dẫn sử dụng nhanh tay cầm F102 phiên bản không dây của A102L. Và đây là bản đầy đủ nhất đang bán tại shoptaycam.com. Rồi, đây là S102 mà anh em hỏi shop tay cầm rất là nhiều. Và hôm nay thì tranh thủ về quê, mình cũng quay chút một cái video dành cho anh em về con sản phẩm này. Đây là cái khui hộp của S102 nhá. Đây là một cái phiên bản hoàn thiện nhất, khi mà nó sẽ có đóng hộp thêm cho anh em cả Decipher. Đây là cái vỏ hộp ở ngoài này các bạn này. Ngay ở vỏ hộp thì anh em có thể nhìn thấy đây là một chiếc tay cầm không dây này, sẽ sử dụng cho Nintendo Switch này, PC, laptop, Android và cả là iOS nữa. Đó, nói chung thì với con S102 này, với một chiếc tay cầm không dây thì các bạn sẽ có thể đa năng hơn về cái việc kết nối của nó nhé. Ở đây sẽ là một vài những cái tính năng nổi bật trên con S102 này. Vẫn sẽ có thể mapping button, có nghĩa là cái phím Marco ở mặt sau của nó các bạn nhé. Giống hệt với A102L là anh em có thể Marco hành trình như kiểu FD hay là một tổ hợp skill rất khó thì vẫn có thể làm được. Có thể turbo, có nghĩa cái tính năng turbo này anh em có thể bấm liên tiếp đấy. Đó, thì anh em có thể dùng turbo này. Có rung này, có thể ghi màn hình này, có pin nhé. Tay cầm này nó sẽ có pin nên là nó sẽ nặng hơn một chút so với A102L. Và có cả Six Acid nhá. Gyro có nghĩa là anh em có thể chuyển động lưng hạ theo tay ấy. Những cái tựa game mà anh em nhập vai thì nó sẽ cảm giác dùng cái đó rất là ổn. Ở mặt sau thì nó sẽ giới thiệu cho anh em về bố cục của các phím các bạn nhá. LLR sẽ là hai phím Marco của anh em này. Ở đây thì sẽ là một vài những thông tin chủ yếu này. Khoảng cách sử dụng tốt nhất với cái chiếc tay cầm không dây này là 8-10m này. Pin là 600mAh này. Đó, cổng sạc thì sẽ là Type C nhá. Thời gian sạc đâu đó khoảng 2 giờ và chơi đâu đó giới thiệu lên tới khoảng 20 giờ dã man đấy. Thời gian chờ là khoảng 30 giây. Nói chung thì nếu như mà hết pin thì anh em vẫn có thể cắm dây để chơi trên con S102L nhá. Một chiếc tay cầm nói chung là anh em có thể chơi được rất là nhiều cách. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu khui siêu các bạn nhá. Khi mà khui hộp ra thì anh em có thể nhìn thấy ngay đây là nhân vật chính của chúng ta nhé. Tay cầm S102 ở phía trên này đây thì nó sẽ khác biệt so với A102L. Ở A102L thì sẽ là một cái dây liền theo tay. Tuy nhiên ở đây nó sẽ có một cái giá. Ở đây nó sẽ có cho anh em một cái giá luôn. Và nó sẽ đỡ luôn cái Decipher ở đây. Đó, anh em có thể tháo rời ra cũng được nhé. Nếu như không thích thì anh em bỏ ra cũng được. Quan trọng là chúng ta sẽ có một cái thiết bị chơi không dây, là cái adapter 2.4G này để anh em có thể kết nối không dây một cách tiện nhất. Vẫn sẽ có cho anh em sẽ là một sợi dây cáp để anh em có thể sạc tay cầm, cũng như là anh em sẽ sử dụng chính cái dây cáp này để chơi tay cầm như một chiếc tay cầm có dây nha. Ngoài ra thì ở phía dưới sẽ có cho anh em một cuốn sách hướng dẫn sử dụng nhé. Anh em có thể đọc cái hướng dẫn sử dụng này để có thể kết nối cũng như là sử dụng những cái tính năng trên F102L một cách tốt nhất nhé. Tuy nhiên thì sắp tới thì shop tay cầm sẽ làm rất là nhiều những video về F102 để anh em có thể sử dụng chiếc tay cầm này một cách tốt nhất nha. Trước khi đi vào kết nối thì nói qua một chút về cái form thiết kế của chiếc tay cầm này. Nói chung thì với A102L anh em đã nhìn qua rồi, đã cầm qua rồi, thì S102 sẽ giống y hệt như vậy, chỉ là nó sẽ khác một chiếc tay cầm không dây mà thôi, có Decipher đi kèm ở đây. Và với một chiếc tay cầm không dây nên là nó sẽ có pin đi kèm các bạn nhé. Nó sẽ có chứa cho anh em một cái viên pin ở đây, nên là mình cảm giác cầm con S102 này nó sẽ nặng tay hơn một chút các bạn ạ. Vẫn sẽ có thể sở hữu cho anh em hai cái phím Marco là LL và LR này. Nói chung là hai phím này có thể Marco hành trình nhé. Tí nữa mình kết nối thì sẽ hỗ trợ dành cho anh em. Nói chung thì với một cái chiếc tay cầm kiểu giá rẻ và với cái form Xbox kiểu đẹp đẹp tựa như kiểu Xbox Series X thì mình đánh giá với cái tầm giá khoảng 200-300k, đây cũng là một trong những chiếc tay cầm bấm sướng bậc nhất. Đó, nói chung cái form khá là đẹp và cảm giác bấm trong cái tầm giá rẻ thì cũng là rất là ok các bạn nhé. Và bây giờ thì mình sẽ kết nối anh em nhé. Mình sẽ hướng dẫn anh em kết nối tất cả những cách trên con S102L này luôn nha. Đầu tiên để kết nối, mình sẽ hướng dẫn cho anh em kết nối không dây với S102 nhé. Thì chúng ta sẽ có Decipher ở đây. Các bạn sẽ lấy cho mình cái Decipher ra này. Sau đó anh em sẽ cắm USB 2.4G này vào PC và laptop. Sau đó các bạn sẽ giữ cho mình là Y cộng với Home nhé các bạn nhớ nhé. Kết nối trên PC và laptop các bạn sẽ giữ cho mình Y và Home trong vòng đâu đó khoảng 5 giây. Đó, thì một lúc sau thì nó sẽ kết nối tín hiệu đèn như thế này. Khi mà đèn sáng ổn định như thế này tức là chúng ta đã kết nối thành công các bạn nhé. Khi đó thì anh em có thể test từng phím một xem nó có hoạt động mượt mà và chun chu hay không các bạn nhé. Đó, mình sẽ bấm từng phím một này. Đó, tất cả những phím nó sáng lên là tức là nó đang nhận các bạn nhé. Mình sẽ test qua về analog các bạn nhé. Nói chung thì ở cái phần mềm này thì cái thông số
nó báo tỷ lệ lỗ thì khá là thấp thôi, nó chỉ tầm khoảng 5%. Tuy nhiên thì độ mượt thì nó cũng ở mức tầm ổn, ở mức ổn nhé. Để mà so những cái chiếc tay cầm với Pony Red rất là cao thì cái Lan Alloc này thì không phải là quá nhanh các bạn ạ. Cái thông số này thì cũng chỉ là một phần để đánh giá một chiếc tay cầm thôi, nhưng tuy nhiên thì các cái hướng của chiếc tay cầm này thì mình thấy V nó cũng rất là đầy đủ hướng nhé. Nó sẽ ngon hơn so với những chiếc tay cầm 8 hướng, các hướng đi theo cái quỹ đạo cũng rất là ok, rất là chính xác. Đây là cái tỷ lệ lỗi của con S102 này. Đó, ok, các phím bấm rất là mượt mà và rất là ngon các bạn nhé. Và có rất là nhiều anh em hỏi là con S102L này có Marco hành trình được không, thì mình khẳng định với anh em là có nhé. Thì mình cũng đã thử Marco rồi, thì các bạn có thể nhìn thấy là chỉ cần bấm một phím thôi, như kiểu LTRT ở đây nó đã sáng lên rồi, thì tức là nó sẽ có Marco hành trình nhé. Về việc Marco thì cũng rất là đơn giản thôi. Đầu tiên thì các bạn bấm giữ phím set cho mình này. Đó, mình hướng dẫn nhanh nhé, có thể sau này mình sẽ có một video hướng dẫn đầy đủ cho anh em hơn. Bấm phím set này, sau khi mà cái đèn ở chính giữa nó nháy sáng này, các bạn có thể bấm cái tổ hợp phím mà các bạn muốn map nhé. Ví dụ là giả sút như này đi, sau đó các bạn bấm lại cái phím LL hoặc NR, một trong hai phím đó để có thể map nhé. Đó, khi đó anh em có thể nhìn thấy mình Marco là mình bấm này, mình bấm mỗi phím sau thôi thì nó sẽ là giả sút luôn nhé. Ngoài ra thì mình cũng có thể Marco hành trình như kiểu FD, thì các bạn sẽ giữ LB và RT giữ chặt tầm khoảng vài giây như thế này. Đó, sau đó các bạn map. Đó, anh em nhìn thấy không ạ? Nó sẽ map Marco rất là chuẩn chỉ nhá. Khi mà chơi trên chế độ không dây này cũng rất là ok luôn. Đó, cái này là cái để anh em hướng dẫn để Marco FD. Nói chung là mình sẽ test nhanh thôi, còn hôm tới có thể là mình sẽ làm một video đầy đủ nhất về con S102L này nhá. Nói chung là Marco rất là mượt mà khi mà anh em chơi không dây. Đó, đây là cái tay cầm ngoại hình y hệt với A102L, nhưng chúng ta sẽ có thể chơi được không dây, đỡ vướng víu anh em phải kết nối có dây. Và có rất là nhiều anh em cũng quan tâm về cái Pony Red của chiếc A102L hay S102L, thì mình sẽ test luôn cho anh em tại Game Petna nhé. Đó, anh em sẽ về cần analog bên trái để loading lên tới 100% nhé. Đó, mình sẽ về thật nhanh để xem là con này có Pony Red là bao nhiêu. Rồi, ở đây thì mình cũng có cái thông số của Pony Red khi mà chơi không dây trên chiếc tay cầm này nhé. Pony Red sẽ là 125 max, có nghĩa là nó sẽ giống với Xbox Series X thôi. Tỷ lệ trung bình tầm khoảng 80 Hz, trung bình là khoảng 60 mấy%. Đó, nói chung thì Pony Red của A102L hay F102L không phải là quá cao các bạn nhé. Nói chung là chơi FC Online, chơi những cái tựa game cơ bản thì anh em vẫn chơi một cách ổn được. Để mà Pony Red cao hơn thì nó sẽ không bằng với những cái chiếc tay cầm ở phân khúc cao hơn, như kiểu Daewoo 2 nó có Pony Red tận 500, hoặc là PES 5 thì Pony Red khoảng 250. Đó, mình sẽ test qua cho anh em về cái Pony Red trên chiếc S102L này nha. Ngoài việc kết nối bằng 2.4G thì A102L này anh em hoàn toàn có thể cắm dây vào để chơi trực tiếp như một chiếc tay cầm có dây nhá. Đó, khi mà anh em cắm vào thì tay cầm nó sẽ sáng cái logo này, nó cứ nháy nháy cơ, nó không phải là sáng ổn định. Tuy nhiên thì nó vẫn sẽ kết nối thành công được các bạn nhé. Đó, anh em hoàn toàn có thể cắm dây vào để có thể chơi nếu như mà tay cầm của chúng ta hết pin. Ngoài ra với đó thì chúng ta vẫn có thể kết nối được bằng Bluetooth các bạn nhé. Đó, nó sẽ có 3 cách kết nối, một là 2.4G, hai là anh em cắm dây vào, và ba là kết nối Bluetooth. Thì Bluetooth thì cũng rất là đơn giản thôi. Anh em sẽ vào mục Bluetooth and device trên PC và laptop của các bạn nhé. Nếu như mà laptop PC có Bluetooth thì nó sẽ có nút bật tắt như thế này. Đó, thì ở đây mình là nó có laptop thì nó có sẵn Bluetooth rồi, mình sẽ bật lên nhé. Sau đó các bạn sẽ vào Add Device này. Đó, các bạn chọn cái đầu tiên nhé. Trong cái thời điểm này thì trên tay cầm này, thời điểm này trên tay cầm thì các bạn sẽ giữ cho mình hai phím nhé. Đó là RB cộng Home nhé. Bluetooth thì sẽ RB cộng Home. Đó, anh em sẽ giữ để cho nó sẽ nháy sóng liên tục nhé. Ok, chúng ta sẽ chờ bắt tín hiệu. Đó, anh em nhìn thấy ngay là trên PC laptop nó sẽ hiển thị ngay là Xbox Controller Input đang chờ. Đó, các bạn tích vào. Và sau đó thì cái logo chính giữa trên tay cầm nó sẽ sáng ổn định như thế này, tức là chúng ta đã kết nối được thành công các bạn nhé. Đó, anh em có thể thấy không ạ? Rất là mượt mà nhé. Nói chung thì với chiếc tay cầm này nó cũng rất là đa dạng để anh em có thể kết nối, chơi được qua 2.4G, chơi được qua Bluetooth và chơi được có dây. Có 3 cách kết nối để anh em có thể sử dụng linh động trên S102N này nha. Rồi, đó là một video mà shop mở hộp mà review đánh giá cũng như là hướng dẫn sử dụng nhanh con S102N này. Có thể là trong một video tới shop sẽ làm một video đầy đủ hơn từ A đến Z dành cho S102 và có thể so sánh với một vài những chiếc tay cầm trong cùng tầm giá của nó nữa các bạn nhé. Ngắn gọn thì S102L sẽ là phiên bản không dây của A102L. Chúng ta có adapter wireless 2.4G để có thể kết nối không dây, để đỡ trong những trường hợp mà anh em cắm dây nó lằng nhằng, cái trường hợp mà sau này bị đứt dây ngầm
cầm ấy thì anh em không thể chơi được. Thì con tay cầm này có thể chơi được cả dây và chơi được cả không dây, rất là tiện các bạn nhé. Nặng hơn một chút khi mà có thêm tính năng pin ở đây. Thì trong thời gian tới thì shop có thể mổ xẻ và review so sánh thêm cho anh em về những video về F102L nữa anh em nhé. Tay cầm này thì cái mức giá của nó sẽ tầm khoảng hơn 300, cũng thuộc diện là một chiếc tay cầm ngon bổ rẻ, và hiện tại anh em cũng đang đặt hàng rất là nhiều. Shop sẽ có sẵn là màu trắng và màu đen các bạn nhé. Anh em ở Hà Nội thì có thể ghé qua trực tiếp shop tay cầm để mua sắm, để trải nghiệm, còn ở xa thì shop sẽ ship tận nhà dành cho anh em nhé. Mua F102N, mua tay cầm chơi game, ghé ngay shoptaycam.com nha.